sau khi Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, đã dựng lên nhà Hậu Lê, một triều đại phong kiến kéo dài nhất trong lịch sử nước ta. Trong thời gian nửa đầu tồn tại của nhà Hậu Lê hay còn gọi là giai đoạn Lê Sơ, nước ta phát triển rất rực rỡ. Tuy nhiên khi bước sang giai đoạn Lê Trung Hưng, đất nước ta lại chìm trong cảnh binh đao loạn lạc kéo dài suốt hơn 200 năm. Nhắc tới giai đoạn này, sử sách thường hay gọi là giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Vua nhà Lê Trung Hưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa ở đàng ngoài, thực chất quyền hành trong tay các chúa Trịnh, còn ở đàng trong, đất đai do chúa Nguyễn cai quản, cũng lấy danh nghĩa phủ Lê. Các chúa Trịnh, Nguyễn trong suốt hơn 150 năm tranh giành quyền lực đã nhiều lần mang quân đánh dẹp lẫn nhau, khiến cho hao tổn sức người sức của, triệt phá đồng ruộng, xóm làng. Cuối cùng, hai bên bất phân thắng bại nên đã lấy sông Danh là giới tuyến giữa đàng trong và đàng ngoài. Tại đàng trong những năm cuối đời, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát trở nên tự đắc, ông say mê tửu sắc, không còn thiết tha việc nước nữa. Chính sự đàng trong dần bị quyền thần Trương Phúc Loan thao túng, nhân dân chịu cảnh sưu thuế nặng nề, cùng với đó là tình trạng tham nhũng tại địa phương khiến cho chính quyền chúa Nguyễn đã yếu càng yếu thêm. Nhiều nông dân lâm vào nghèo khổ, mâu thuẫn xã hội đàng trong trở nên gay gắt, lòng dân trở nên chán ghét chúa Nguyễn. Năm 1771, ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ nổi dậy khởi nghĩa chống chúa Nguyễn ở đàng trong. Phong trào khởi nghĩa của quân Tây Sơn nhanh chóng lan rộng và trở nên lớn mạnh. Nghĩa quân đã chiếm đóng được nhiều vùng đất rộng lớn ở đàng trong. Năm 1777, Tây Sơn đã đánh bại hoàn toàn quân Nguyễn, giết chết hai chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Dương và Nguyễn Phúc Thuần. Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, hiệu là Thái Đức Hoàng đế, không ràng buộc với chính quyền vua Lê, chúa Trịnh ở Bắc Hà nữa. Năm 1786, nghe theo lời khuyên của Nguyễn Hữu Trình, vua Thái Đức cử Nguyễn Huệ cùng các tướng Nguyễn Hữu Trình và phò mã Vũ Phan Nhậm, con rể vua Thái Đức, mang quân đánh Phú Xuân để khôi phục lại đất đai của chúa Nguyễn trước đây. Tháng 5 năm 1786, Nguyễn Huệ nhanh chóng đánh chiếm thành Phú Xuân. Sau khi chiếm được Phú Xuân, nghe theo kế của Nguyễn Hữu Trình, Nguyễn Huệ quyết định mang quân ra đánh Thăng Long mà không hỏi ý vua anh. Vua Thái Đức nghe tin em đã mang quân bắc tiến, sai người đuổi theo gọi về nhưng không kịp. Với khẩu hiệu Phú Lê diệt Trịnh, chỉ trong một tháng, Nguyễn Huệ đánh bại quân Trịnh, Trịnh Tông tự sát. Nguyễn Huệ tôn phò nhà Lê và được vua Lê Hiển Tông gả công chúa Lê Ngọc Hân cho. Sau đó Nguyễn Huệ rút quân về Phú Xuân. Do sự tranh chấp về quyền lực, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nổ ra xung đột đầu năm 1787. Nguyễn Huệ thăng thế nhưng chấp nhận lời cầu hòa của vua anh. Cùng với đó, Nguyễn Nhạc chia đất nước thành ba khu vực. Nguyễn Nhạc tự xưng là Trung ương Hoàng đế, đóng đô ở Quy Nhơn và phong vương cho hai em là Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, cai quản vùng đất Gia Định. Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, cai quản vùng đất từ đèo Hải Vân trở ra Bắc. Nhân cơ hội nội bộ Tây Sơn lục đục, các lực lượng chống Tây Sơn trỗi dậy. Ở phía Nam, Nguyễn Ánh, một hoàng tôn nhà Nguyễn, đã nhờ sự giúp đỡ của người Pháp trở về đánh chiếm Gia Định. Đông Định Vương nhà Tây Sơn là Nguyễn Lữ bỏ Gia Định chạy về Quy Nhơn. Phía Bắc, các lực lượng thân họ Trịnh muốn khôi phục lại địa vị của phủ chúa bên cạnh vua Lê nên đã dựng lại người trong tông tộc là Trịnh Bồng lên ngôi. Vua Lê Chiêu Thống bị Trịnh Bồng ức hiếp, phải gửi mật chỉ gọi Nguyễn Hữu Trình lúc này đang trấn giữ Nghệ An ra giúp. Nguyễn Hữu Trình đem 10.000 quân ra Bắc, quét sạch thế lực Trịnh Bồng. Nguyễn Hữu Trình ra cầm quyền ở Thăng Long mưu thay chúa Trịnh chống Tây Sơn. Nguyễn Hữu Trình cử Trần Công Sán vào Phú Xuân đòi Nguyễn Huệ đất Nghệ An. Nguyễn Huệ không bằng lòng trả Nghệ An, điều thêm quân ra Nghệ An cho Vũ Văn Nhậm để chuẩn bị đánh ra Bắc. Tháng 11 năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở hợp sức với Vũ Văn Nhậm mang quân ra Bắc. Nguyễn Hữu Trình mang quân ra đánh bị thua to. Tháng 12 năm 1787, Vũ Văn Nhậm tiến vào Thăng Long, Lê Chiêu Thống cùng Trình chạy sang Bắc Giang. Trình bị quân Tây Sơn đuổi kịp, bắt được và giết chết. Vũ Văn Nhậm tiến quân đi đánh tan các lực lượng phò Lê rồi sai người đi mời vua Lê về kinh. Vua Lê không thuận, vẫn hô hào quân các trấn Bắc Hà cần vương chống Tây Sơn. Bắc Hà rối loạn, các lực lượng thân vua Lê, thần họ Trịnh cũ và quân đội Tây Sơn đánh lẫn nhau. Trong lúc tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham đang cầm cự với quân Nguyễn Ánh ở Nam Bộ, Vũ Văn Nhậm lại chuyên quyền có ý chống lại Nguyễn Huệ ở Thăng Long. Tháng 4 năm 1788, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc lần thứ hai, giết chết Vũ Văn Nhậm. Nguyễn Huệ bèn dựng hoàng thân Lê Duy Cận làm giám quốc, sai Ngô Văn Sở cầm quân giữ Thăng Long. Tháng 5 năm 1788, Nguyễn Huệ trở về Phú Xuân để chuẩn bị nam tiến đánh Nguyễn Ánh theo thỉnh cầu của vua anh Nguyễn Nhạc. Bấy giờ, lực lượng phù trợ Lê Chiêu Thống thất thế. Tháng 5 năm 1788, Lê Chiêu Thống cùng các bầy tôi sang Long Châu cầu viện nhà Thanh phát binh đánh Tây Sơn. Nhà Thanh lúc đó dưới thời trị vì của vua Càn Long, đây là thời kỳ cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của Đại Thanh. Và thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến châu thổ sông Y Lê và Tân Cương. Lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa khoảng hơn 13 triệu km vuông so với hơn 9,6 triệu km vuông hiện nay. Càn Long muốn nhân cơ hội này đánh chiếm Đại Việt, sát nhập vào lãnh thổ nhà Thanh,
Ông bèn sai tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị tức tốc chuẩn bị quân sĩ, vũ khí, lương thảo để chuẩn bị đánh Đại Việt. Chỉ sau vài tháng chuẩn bị, quân Thanh đã huy động được một lực lượng khoảng 29 vạn quân, bao gồm các đạo binh huy động từ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa Phủ Lê. Quân Thanh chia làm 3 đường tiến sang Đại Việt. Quân Vân Nam, Quý Châu do đề đốc Vân Quý là Ô Đại Kinh, từ Vân Nam quải Bạch Mã, theo đường Tuyên Quang xuống Sơn Tây và Thăng Long. Quân Quảng Đông, Quảng Tây do tổng đốc Lưỡng Quảng, Tôn Sĩ Nghị trực tiếp chỉ huy, quải Nam Quan và Lạng Sơn. Cùng theo đạo quân này còn có phó chỉ huy là Hứa Thế Hanh cùng các tướng Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long, Lý Hóa Long. Quân tình nguyện Điền Châu do Sầm Nghi đóng chỉ huy, theo đường Long Châu tiến và Cao Bằng rồi tiến về Thăng Long. Cả ba đạo quân xuất phát vào cuối tháng 10 âm lịch năm 1788. Vua Càn Long còn đặc cử Phúc Khang An chuyên trách hậu cần. Phúc Khang An đã thiết lập trên 70 đồn quân lương to lớn và kiên cố, từ hai đường Quảng Tây và Vân Nam tới Thăng Long. Riêng chặng đường từ Hải Nam Quan tới Thăng Long, Khang An thiết lập 18 kho quân lương trong khi Tôn Sĩ Nghị hành quân. Khi nghe tin quân Thanh giúp Lê Chiêu Thống sang đánh Tây Sơn, Nguyễn Ánh, hậu duệ chúa Nguyễn, đang đánh với quân Tây Sơn ở Nam Bộ đã sai Phạm Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và chở 50 vạn cân gạo ra Bắc để giúp quân Thanh, nhưng thuyền đi giữa đường bị đắm hết. Khi những đạo quân tiên phong của quân Thanh tiến qua biên giới đã đụng độ với những cánh quân Tây Sơn tại đây, quân lính Tây Sơn bỏ trốn hết, khiến viên trấn thủ của Tây Sơn là Phan Khải Đức phải đầu hàng. Quân Thanh ào ào tràn qua biên giới Đại Việt. Lúc này, tại Thăng Long, Ngô Văn Sở được tin quân Thanh kéo sang liền nhóm họp các tướng Tây Sơn mở cuộc thảo luận kế hoạch đánh quân Thanh. Ngô Thì Nhậm chủ trương kế hoạch, nhử quân Thanh vào sâu nội địa, thủy quân rút về Biện Sơn, nay thuộc Nghi Sơn Thanh Hóa, lục quân kéo vào đóng giữ núi Tam Điệp nay thuộc Ninh Bình rồi báo tin vào cho Bắc Bình Vương. Chiến lược này được chấp thuận, binh sĩ các đạo đều được lệnh về hội ngay dưới cờ của Tiết Chế Ngô Văn Sở tại bờ sông Hồng. Ngô Văn Sở sai tướng chặn giữ bến đỏ Sương Giang ngăn quân Thanh và sai Phan Văn Lân đưa hơn 10.000 quân tinh nhuệ từ Thăng Long đi đánh. Giữa tháng 11 năm 1788, quân Thanh tới bờ Bắc sông Thương. Quân Tây Sơn rút về bờ Nam nhưng chặt phá hết cầu và lấy hết thuyền bè. Quân Thanh đã tổn thất khá nhiều mới bắc được cầu qua sông do đạn của quân Tây Sơn bắn sang trước khi rút hẳn. Quân Tây Sơn vượt sông Nguyệt Đức tức sông Cầu đánh vào quân Thanh đang đóng ở Tam Tầng, bao vây doanh trại của Tôn Sĩ Nghị. Súng hỏa sang của quân Thanh bắn ra như mưa, đồng thời cung tên từ hai cánh phải và trái của quân Thanh cũng bắn ra, quân Tây Sơn chết rất nhiều. Quân Thanh tiến đến thị cầu, Phan Văn Lân đã chặt cầu và tận dụng bờ Nam cao hơn bờ Bắc mà bắn đại bác sang khiến quân Thanh mất 3 ngày. Từ 15 đến 17 tháng 11 năm 1788 không bắc nổi cầu. Nửa đêm 17 tháng 11, Phan Văn Lân mang 1.000 quân bản bộ theo khúc sông Cầu định tập kích trại Tôn Sĩ Nghị nhưng bị thiệt hại do hỏa lực của quân Thanh bắn ra. Tôn Sĩ Nghị lại phái một toán kỵ binh từ Mạn Thượng Lưu vượt qua sông đánh úp lấy đồn thị cầu. Đồn này phát hỏa, Phan Văn Lân cả sợ rút về. Trong khi đó, lục quân của Ngô Văn Sở cũng rút về tới Tam Điệp cố thủ. Ngày 20 tháng 11, quân Tây Sơn đóng đồn từ Tam Điệp tới Biện Sơn. Ngô Văn Sở cho đô đốc Tuyết vào Nam cấp báo với Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. Ngày 21 tháng 11 năm Mậu Thân 1788 thành Thăng Long bỏ ngỏ, quân của Nghị vào đóng và tướng doanh của Nghị đặt tại Tây Long Cung. Không lâu sau, các đạo quân Vân, Quý và Điền Châu cũng tiến vào hội binh. Theo lời vua Thanh dặn, Tôn Sĩ Nghị lấy xong thành này rồi trao ấn cho Lê Chiêu Thống, tấn phong làm An Nam quốc vương để lấy lòng dân Đại Việt. Ngày 22 tháng 11 năm 1788, Sĩ Nghị làm lễ ở Điện Kính Thiên để làm lễ sách phong cho vua Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống được tin quân Tây Sơn rút khỏi các trấn, bèn điều các tướng dưới quyền đi chiếm lại những nơi đó. Tôn Sĩ Nghị tính chuyện truy kích Nguyễn Huệ nhưng Tôn Vĩnh Thanh tâu là Quảng Nam xa cách đô thành nhà Lê 2.000 dặm, dùng quân 1 vạn người thì phải cần 10 vạn phu vận tải, cũng bằng từ trấn Nam Quan đến thành họ Lê. Thêm vào đó, nghe lời cảnh báo của các tướng dưới quyền Lê Chiêu Thống nên ông quyết định ăn Tết xong, ngày 6 tháng Giêng sẽ ra quân đánh Tây Sơn. Theo khẩm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của nhà Nguyễn, quân Thanh ở Thăng Long đang mải mê với chiến thắng nên chỉnh màng phòng thủ. Quân sĩ thường đi cướp bóc hãm hại dân Đại Việt nên bị oán ghét. Lê Chiêu Thống thì dù trở lại ngôi vua, nhưng thực sự chỉ là bù nhìn của quân Thanh. Việc chủ yếu của vua lúc đó là luận công những người hộ giá và trị tội những người theo Tây Sơn. Ngoài ra, việc trong ngoài đều trong tay Sĩ Nghị, trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí viết. Tuy vua Lê đã được phong vương, nhưng giấy tờ đưa đi các nơi đều dùng niên hiệu Càn Long, vì có Nghị ở đấy nên không dám dùng niên hiệu Chiêu Thống. Ngày ngày sau buổi chầu, vua lại tới chờ ở doanh của Nghị để nghe chuyện việc quân, việc nước. Vua cưỡi ngựa đi trước, Lê Quýnh cưỡi ngựa đi sau, quân lính hộ vệ chỉ vài chục người. Người trong kinh có kẻ không biết là vua, hoặc có người biết, thì họ nói riêng với nhau rằng, nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê hèn như thế. Tiếng là làm vua, nhưng niên hiệu thì viết là Càn Long,
việc gì cũng do viên tổng đốc, có khác gì phụ thuộc vào Trung Quốc. Sau khi chiếm được Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị bố trí quân Thanh đóng ở phía nam tới phía tây thành Thăng Long, cho đạo quân Lưỡng Quảng đóng hai bên bờ sông Hồng, quân Điền Châu đóng ở Khương Thượng tức Đống Đa do Sầm Nghi đóng chỉ huy, quân Vân Quý đóng ở Sơn Tây do Ô Đại Kinh chỉ huy. Để tăng cường phòng thủ, Nghị bố trí đồn Ngọc Hồi ở Thanh Trì Hà Nội, đồn Hà Hồi ở Thường Tín Hà Nội, đồn Nhật Tảo ở Duy Tiên Hà Nam và đồn Nguyệt Quyết huyện Thanh Liêm Hà Nam. Quân Cần Vương của Lê Chiêu Thống do Hoàng Phùng Tứ chỉ huy cũng được điều từ Sơn Tây xuống Gián Khẩu nay thuộc Gia Viễn Ninh Bình làm tiền đồn chặn quân Tây Sơn. Quân Thanh đồng thời cũng tụ tập thêm được các Hoa Kiều sống ở phía Bắc Đại Việt được chừng 1 vạn người đóng thành một trại. Nhóm quân này thế đi cướp phá và hãm hiếp không kiêng sợ gì ai. Dù Tôn Sĩ Nghị có ra sắc lệnh nghiêm quân kỷ nhưng vì quân kiêu nên cũng không có tác dụng lắm. Trở lại với quân Tây Sơn, 4 ngày từ khi xuất phát tại Biện Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 1788, Đô đốc Tuyết vào tới Phú Xuân cấp báo với Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ về tình hình chiến sự tại Bắc Hà. Ngay ngày hôm sau, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân tức 22 tháng 12 năm 1788, Nguyễn Huệ xuất quân tiến ra Bắc Hà. Xuất quân sớm như vậy vì quân đội của ông thực ra đã có chuẩn bị tác chiến từ trước. Từ giữa năm 1788, tướng Tây Sơn ở Nam Bộ là Phạm Văn Tham không chống nổi các tướng của Nguyễn Ánh, Thành gia định thất thủ và sau đó liên tiếp thua trận, đang cố cầm cự ở Ba Thác. Nguyễn Nhạc tuổi cao lắm bệnh, bất lực không thể cứu ứng Nam Bộ, nên nhường ngôi hoàng đế, đất đai và binh quyền cho Nguyễn Huệ, chỉ xưng là Tây Sơn Vương và thỉnh cầu ông vào cứu. Để chuẩn bị Nam Tiến, Nguyễn Huệ tổng động viên binh lính ở Thuận Hóa, ngày đêm tập luyện. Tuy nhiên đạo quân Thanh hùng mạnh từ phương Bắc trở thành nguy cơ lớn hơn và Nguyễn Huệ quyết định Bắc tiến trước. Để lấy danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi hoàng đế. Nguyễn Huệ tức tốc cho lập đàn Nam Giao ở núi Bân, cạnh núi Ngự Bình làm lễ tế trời đất, tuyên bố lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung nhằm vào ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân, tức ngày 22 tháng 12 năm 1788 dương lịch. Cũng tại buổi lễ lên ngôi, vua Quang Trung đã cho đọc lời hiếu dụ tướng sĩ để khích lệ tinh thần, chí khí ba quân. Nội dung bài hiếu dụ như sau: đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó bánh xe không quay lại, đánh cho nó manh giáp không trở về, đánh cho sử biết nước Nam anh hùng có chủ. Ngày 29 tháng 11 năm 1788, quân Tây Sơn đến Nghệ An, đóng lại hơn 10 ngày để tuyển thêm quân. Thanh niên địa phương nô nức gia nhập hàng ngũ Tây Sơn, số quân cũ và mới của Quang Trung là 10 vạn và hơn 100 voi chiến. Quang Trung tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại Nghệ An rồi kéo thẳng quân ra Bắc. Ngày 20 tháng 12, Quang Trung tiến đến Tam Điệp và gặp cánh quân của Ngô Văn Sở đang đóng tại đây. Vua Quang Trung hết sức tán thành và đánh giá cao chủ trương rút lui của Ngô Thì Nhậm nhằm bảo toàn lực lượng để đợi quân chủ lực kéo ra đánh đòn quyết định với quân Thanh. Cuộc hành quân của vua Quang Trung được đánh giá là một cuộc hành quân thần tốc, tạo yếu tố bất ngờ và giành quyền chủ động trong cuộc chiến với quân Thanh. Theo sách Lê Triều Giã Sử, sở dĩ quân Tây Sơn hành quân nhanh chóng vì Nguyễn Huệ đã bố trí 3 người một tốp thay nhau 2 người cáng một đi suốt ngày đêm. Quân Tây Sơn hành quân không quản đường xa khó nhọc đã làm chết nhiều ngựa voi. Tôn Sĩ Nghị nghe tin thám tử quân Thanh các nơi chạy về báo Nguyễn Huệ đang lấy thêm lính Thanh, Nghệ và sắp đánh ra Bắc. Tôn Sĩ Nghị vội cho quân tập dượt để chuẩn bị tác chiến, sai phó tướng Hứa Thế Hanh trực tiếp chỉ huy mặt trận phía Nam Thăng Long. Sau khi hội quân đông đủ tại Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm năm đạo: Tiền, Hậu, Tả, Hữu và Trung quân. Ông phân quân cũ cho các tướng còn tự mình chỉ huy số quân mới tuyển để những người lính mới yên tâm chiến đấu. Đạo quân do Quang Trung chỉ huy có Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tiên phong, có cả tượng binh và kỵ binh đánh vào chính mặt Nam Thăng Long. Đạo quân do Đô Đốc Tuyết chỉ huy theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu, đánh đồn quân Cần Vương của Lê Chiêu Thống ở Hải Dương, chặn đường rút của quân Thanh bên kia sông Hồng. Đạo quân Đô Đốc Lộc chỉ huy cùng đạo quân Đô Đốc Tuyết theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu, tới đây tách ra đi gấp lên Phượng Nhãn, Lạng Giang chặn đường rút của quân Thanh phía Bắc. Đạo quân Đô Đốc Bảo chỉ huy cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Ứng Hòa, Hà Tây ra làng Đại Áng, phối hợp với cánh quân Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi của Hứa Thế Hanh. Đạo quân Đô Đốc Long chỉ huy cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Trương Đức, hướng lên Sơn Tây nhưng sẽ rẽ quặt sang làng Nhân Mục tập kích đồn Khương Thượng tức Đống Đa của Sầm Nghi Đống và tiến vào Thăng Long từ hướng Tây. Ngày 30 tháng Chạp, Quang Trung cho quân ăn Tết trước rồi hạ lệnh tiến quân. Ông hẹn với ba quân mồng 7 tháng Giêng âm lịch sẽ vào ăn Tết ở Thăng Long. Đêm trừ tịch 30 Tết, từ phòng tuyến Tam Điệp, quân Tây Sơn xuất phát. Đạo quân do Quang Trung chỉ huy vượt sông Giao Thủy tức sông Hoàng Long ngày nay để đánh đồn Gián Khẩu của quân Cần Vương. Quân Lê thấy quân Tây Sơn tập kích bất ngờ đã nhanh chóng tan vỡ. Tướng chỉ huy là Hoàng Phùng Tứ bỏ chạy. Một loạt các đồn nhỏ khác cũng nhanh chóng bị quân Tây Sơn công phá tiêu diệt. Theo Đại Nam Chính Biên liệt truyện, quân Quang Trung thần tốc tiến lên bắt gọn đám quân Thanh do thám và tiêu diệt các đồn Bắc sông Nguyệt Quyết và đồn Nhật Tảo. Do đạo quân Tây Sơn hành quân nhanh và các đám quân do thám bị bắt,
Quân Thanh từ Đồn Hà hồi tới Thăng Long không biết gì về cử động của quân Tây Sơn. Ngày 3 tháng Giêng, quân Tây Sơn tiến đến Hà Hồi cách Thăng Long khoảng 20 km. Quang Trung cho quân vây chặt đồn rồi sai Bắc Loa kêu gọi quân Thanh đầu hàng. Quân Thanh bị bất ngờ trước sự áp sát quá nhanh của quân Tây Sơn, không kịp kháng cự, đều ra hàng. Ngày 4 tháng Giêng, Quang Trung tiến đến Đồn Ngọc Hồi. Từ Thế Hành ở đây nghe tin Đồn Hà Hồi bị diệt vội báo về Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị vội điều Thăng Hùng Nghiệp mang quân ra tăng viện. Nhưng khi tiến quân tới Ngọc Hồi, Quang Trung không đánh ngay. Quân Thanh bị động cũng không dám giao tranh trước nhưng cũng không biết bị đánh khi nào. Cả ngày mùng 4, Quang Trung chỉ cho quân hư trương thanh thế để uy hiếp tinh thần quân Thanh, gây sự chú ý của quân Thanh tới đạo quân do ông chỉ huy vào mặt trận Ngọc Hồi, để tạo điều kiện cho yếu tố bất ngờ của các đạo quân Đô Đốc Long và Đô Đốc Bảo. Chính Tôn Sĩ Nghị nghe báo cáo của kỵ binh cũng bị hút vào đồn Ngọc Hồi mà không nhận ra nguy cơ từ cánh quân của Đô Đốc Long. Khi Quang Trung diễu võ ngoài đồn Ngọc Hồi, Đô Đốc Long đang trên đường Bắc tiến hướng đến Sơn Tây, nơi có đạo quân Vân Quý của Ô Đại Kinh, thì bất thần rẽ sang làng Nhân Mục nay thuộc xã Nhân Chính và Khương Đình và nửa đêm bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng của Sầm Nghi Đống. Các đội voi của Tây Sơn đều có đại bác trên lưng nã vào đồn, quân Thanh bị đánh bất ngờ trong đêm tối, chết rất nhiều, tàn vỡ bỏ chạy, chỉ trong chốc lát, 5.000 quân Thanh đã chết và bị thương. Đô Đốc Long chia quân làm hai, một cánh đánh sang Nam Đồng để tiến vào Thăng Long, một ít quân tiếp tục vây hãm Loa Sơn. Sầm Nghi Đống cố thủ trên đài chờ cứu viện của Tôn Sĩ Nghị, nhưng tới ngày hôm sau không có quân cứu, Sầm mới tuyệt vọng và thắt cổ tự sát trên đài chỉ huy ở Loa Sơn, khu vực phố Chùa Bộc, Hà Nội hiện nay. Đội thân binh tinh nhuệ và trung thành của họ Sầm cũng tự sát theo chủ. Đến lúc rạng sáng, sau khi tiêu diệt khu chỉ huy Sở Giặc ở Đống Đa, Loa Sơn, quân Tây Sơn thừa thắng đánh tan luôn cả đồn Nam Đồng, liền đó bỏ lại trên sư Đống Đa hàng vạn xác giặc ngổn ngang. Đô Đốc Long dẫn đầu đạo kỳ binh tiến nhanh qua cửa ô chợ Dừa, xông thẳng đến đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị đóng ở cung Tây Long, khu vực nhà hát lớn bây giờ. Đòn hiểm thọc dao vào sau lưng địch quá lợi hại, Tôn Sĩ Nghị đang mải theo dõi và điều bắt quân sĩ ở mặt trận Ngọc Hồi hướng nam phía trước, bất ngờ nghe cấp báo quân Tây Sơn đang ầm ầm tiến tới sát sườn, chỉ kịp đập kiếm chỉ huy xuống bàn quát câu: "Địch từ trời rơi xuống, từ đất chui lên sao?" Chủ tướng họ Tôn vội nhảy ngay lên con ngựa chưa kịp đóng yên cương, chạy ra chỗ cầu phao bắc qua sông Hồng, chạy sang Gia Lâm. Đại Nam Chính biên liệt chuyện mô tả cảnh hỗn loạn của quân Thanh như sau: Tôn Sĩ Nghị đóng trên bãi cát, được tin bại trận vội vàng cưỡi ngựa một mình chạy về bắc. Tướng sĩ thấy vậy tranh nhau qua cầu mà chạy, cầu đứt, lăn cả xuống sông, chết đến vài vạn người, làm cho nước sông không chảy được. Lê Chiêu Thống được tin Sĩ Nghị đã bỏ chạy, vội dắt gia quyến chạy theo, ra đến bờ sông thì cầu đã gãy, phải men theo bờ sông phía Nghi Tàm, lấy được chiếc thuyền đánh cá chèo sang được bên kia sông Hồng. Sau khi đồn Hà Hồi cách Thăng Long 20 km về phía nam bị bao với bức hàng, đồn Ngọc Hồi do Hứa Thế Hành chỉ huy được tăng cường, lên đến 30.000 quân tinh nhuệ, hỏa lực mạnh. Ngoài lũy đất còn có hàng rào trông sắt, địa lôi, là tiền đồn kiên cố, then chốt trong hệ thống phòng thủ bảo vệ Nam Thành Thăng Long, ngăn chặn quân Tây Sơn. Sáng mồng 5 Tết, khi Đô Đốc Long tiến vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị đã bỏ chạy, Quang Trung hạ lệnh đánh đồn Ngọc Hồi. Đồn có hỏa lực mạnh, xung quanh có địa lôi và trông sắt, để phá hỏa lực địch, Quang Trung làm sẵn 20 tấm mộc đỡ đạn có tẩm rơm ướt dàn đi trước. Mờ sáng mùng 5 Tết, 100 voi chiến Tây Sơn tiến lên, ngựa quân Thanh sợ voi lui lại, dẫm lên nhau, lùi về đồn. Quân Thanh không dám ra nữa, cố thủ trong đồn bắn ra. Quang Trung chia tượng binh làm hai cánh, cánh chính do Quang Trung chỉ huy, tập kết ở cánh Đồng Cung phía Nam Hà Hồi, cánh phối hợp do Đô Đốc Bảo chỉ huy, tập kết ở Đại Áng, bố trí mai phục tại cánh đồng gần đầm Mực, thuộc Thanh Trì, Hà Nội ngày nay. Cánh chính bộ binh dùng mộc tẩm rơm ướt tiến lên hãm đồn. Đây là đội quân cảm tử gồm 600 người, chia làm 20 tốp. Họ mang dao ngắn bên hông, khiêng một tấm mộc lớn bằng gỗ phía ngoài quấn rơm ướt và 20 người cầm vũ khí tiến theo sau. 20 toán quân cảm tử dàn ngang thành thế trận chữ nhất, phía trước là 20 tấm mộc kết liền với nhau như bức tường thành di động, xông thẳng vào trận địa của quân Thanh. Những tấm mộc bọc rơm ướt có tác dụng chống đỡ đạn súng hỏa mai và cung tên của quân Thanh từ trong chiến lũy bắn ra, che chở cho đội quân xung kích tiến lên. Đại bác quân Thanh bị vô hiệu lực, quân Tây Sơn dùng đoàn đao và các thứ vũ khí mang theo xông lên phá cửa lũy, tiến vào đồn hỗn chiến. Quân chủ lực Tây Sơn dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung cũng theo đó mà lao vào đồn. Từ hai bên sườn đồi Ngọc Hồi, đội tượng binh cũng đồng thời đánh ngập vào. Quân Thanh không chống nổi chạy tản ra tứ phía, lại dẫm phải địa lôi chính mình đặt từ trước nên bị chết rất nhiều. Đồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn thiêu cháy. Quân Thanh từ đồn Ngọc Hồi chạy tháo chạy nửa đường thì gặp cánh quân Đô Đốc Bảo đánh tới từ làng Đại Áng. Quân Thanh phải chạy lên làng Quỳnh Đô định trốn vào đầm Mực thuộc làng Quỳnh Đô. Quân Tây Sơn lổ voi chiến xuống đầm, đạp chết hàng vạn quân Thanh. Như vậy, toàn bộ hệ thống đồn do Tôn Sĩ Nghị thiết lập để phòng thủ ở Nam Thăng Long đều bị quân Tây Sơn tiêu diệt. Các tướng Hứa Thế Hành, Trương Triều Long,
Thượng Duy Thăng đều tử trận. Lúc này, đạo quân Vân Nam, Quý Châu đóng ở Sơn Tây được tin các đồn thất thủ. Tướng Ô Đại Kinh không giao chiến trận nào đã bỏ chạy, nhờ tướng người Việt là Hoàng Văn Đồng dẫn đường chạy về Trung Quốc. Chiều mồng năm Tết, tức 30 tháng 1 năm 1789, vua Quang Trung và Đô Đốc Bảo tiến vào Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân. Đô Đốc Long ra đón rước vào thành. Đại Nam Chính Biên Liệt chuyện mô tả, áo bào của Quang Trung sạm màu khói súng. Lại nói về quân Thanh. Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của Đô Đốc Tuyết và Đô Đốc Lộc chặn đánh ở Hải Dương và Phượng Nhãn, tơi tả chạy về, bỏ lại cả quân ấn, kỳ bài, sắc thư. Tôn Sĩ Nghị cùng Nguyên Nhiếp đi lạc lối, quanh co nhiều chỗ, bị đói khát 7 ngày đêm mới tới ải Nam Quan. Số quân Thanh kịp theo Nghị qua bên kia biên giới chỉ có khoảng 50 người. Lê Chiêu Thống cùng một số cận thần cũng vội chạy theo Nghị thoát sang bên kia biên giới. Như vậy sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh. Cánh quân Điền Châu gần như bị diệt hoàn toàn, cánh quân Lưỡng Quảng chủ lực bị thương vong nặng và tan rã gần hết. Riêng quân Vân Nam, Quý Châu không giao chiến mà rút êm về nước. Quang Trung đã hẹn với ba quân mồng 7 vào ăn Tết ở Thăng Long, nhưng chỉ đến mồng 5, quân Tây Sơn đã khải hoàn ở Kinh Thành. Chiến thắng Kỷ Dậu 1789 là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và cũng được đánh giá là chiến công oanh liệt nhất của Hoàng đế Bách Chiến Bách Thắng Quang Trung Nguyễn Huệ. Chiến thắng này đã chặn đứng ý định xâm chiếm Đại Việt của nhà Thanh dưới thời Càn Long Thịnh Trị, trận Ngọc Hồi, Đống Đa chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Lê Chiêu Thống chạy sang Lưu Vong rồi chết ở Yên Kinh.